Xin chào các bạn Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 688 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail Và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm Tập 687 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa ấp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên đó là bạn Minh Tôn, bạn Hồng Vân và bạn Hồ Hùng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanthia.gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta Một câu chuyện á, là xảy ra với người cậu và mợ của bạn Cậu này á, là em ruột của mẹ bạn luôn Và chuyện này đã xảy ra cách đây nhiều năm trước Nhưng mà cho tới tận bây giờ thì nó vẫn còn diễn ra các bạn thì bạn kể rằng á là vào năm 2003, lúc đó là cậu với mợ của bạn á là hai người cưới nhau quê của mợ là ở Bình Thuận, mợ vào Sài Gòn để mà làm dâu nha. Xong rồi cho tới năm 2006 á, thì mợ có thai đứa đầu tiên. Cái lúc mà mới mang thai rất là mừng và cũng rất là lo lắng. Cho nên nó là cậu đã chở mợ xuống bệnh viện từ vũ để mà khám. Thì khi mà đi vô đây khám, bác sĩ người ta nói rằng là em bé phát triển bình thường. Và trong suốt thời gian đầu, mấy tháng đầu á là cứ tới ngày khám thai là cậu sẽ chở mợ xuống bệnh viện từ vũ khám thì cũng làm rất là nhiều xét nghiệm nè rồi cũng siêu âm này nọ kia nhưng mà bác sĩ nói rằng á là em bé là phát triển bình thường mẹ cũng rất là khỏe mạnh xong rồi cho tới khi mà đi khám xong cái tháng thứ năm về á thì lúc đó là mợ đã nhận hộp điều để mà về nhà làm mà thi không biết là làm một điều là làm gì nhưng mà bạn nói là làm mà ngồi lơm khơm lơm khơm mở lúc đó nghĩ rất là đơn giản rằng á là ở ờ, bây giờ mình nhận hàng về nhà làm rồi mình ngồi có một chỗ à người ta cũng làm quá trời đó người ta đâu sao đâu cho nên nó là mở nghĩ rằng mở cũng sẽ giống như người ta ngồi làm một điều thì không có ảnh hưởng gì tới em bé hết rồi mở cứ làm vậy đó thì cho tới cái ngày mà khám thai định kỳ của cái tháng thứ sáu á thì mợ lại không chịu đi cậu kêu rằng á là chuẩn bị đi cậu sẽ chở xuống từ vũ khám nhưng mà mợ lại không chịu mợ nói với cậu rằng á là bây giờ á là thai đã lớn rồi cái thứ nhất á là thai đã lớn rồi mấy cái tháng đầu á thì mình vẫn chưa yên tâm mình lo lắng những cái tháng đầu tiên nó yếu thì người ta đã khám cho mình người ta xét nghiệm thử máu siêu âm hết rồi Người ta nói rằng là hai mẹ con khỏe Thì bây giờ là thai đã lớn rồi Đã ổn định, em rất là khỏe mạnh Ăn uống bình thường Thì bây giờ mình chỉ cần ăn uống nhiều vô Để mà bổ sung chất dinh dưỡng cho bé Rồi cái thứ hai á là Em đang làm một điều Mà đi thì ổn lắm cái thứ ba là nhà lại xa, là nhà của cậu mở trên quận 12 á. Cho nên đó là mỗi lần mà đi khám thai với từ vũ thì đi xa lắm thì thành ra là mợ làm biến đi mà đặc biệt là mợ ỷ y mợ nghĩ rằng mình là sức khỏe bình thường mình thấy rất là dễ chịu đâu có gì đâu thì khi mà nghe mợ nói vậy á, là cậu cũng xua tay cậu mới là nó ừ không đi thôi thấy là nhắm khỏe thì thôi ở nhà còn thấy không ổn á, thì đi đi khám thai cũng tốt chứ sao đâu nhưng mà mợ nhất quyết mợ không chịu đi nha thì cho tới cái tháng thứ bảy cứ tiếp tục vậy nha các bạn cũng làm một điều vậy đó thì cho tới cái tháng thứ bảy á là đáng lẽ với những cái người thai phụ khác là cái tháng này là cái bụng đã to rồi nhưng riêng mỡ của bạn á thì cái bụng chỉ hơi nhú nhú thôi hoàn toàn là không có bự gì nhìn vô còn không biết có bầu nữa nhưng mà nghe những bà già xưa nói rằng á là những người đàn bà mà mang thai con đầu lòng á thì có một số người á là nhìn không thấy bụng luôn chỉ khi nào mà sắp đẻ rồi á là thấy bụng cứ thấy cái bụng cái là chuẩn bị đẻ đó còn nhiều người là không thấy bụng luôn thành ra là mợ nghĩ rằng mình thuộc cái tiếp người đó cho nên mợ lại càng ỷ y hơn tại vì mợ thấy rằng mình rất là khỏe mạnh ăn uống rất là mạnh luôn thì bắt đầu á là mợ cũng không đi khám cho tới mấy tuần sau cũng vậy các bạn Nhưng mà tới hôm đó đó là mợ đã bị ra huyết Ra máu rất là nhiều và đau bụng dữ dội Thì lúc đó là gia đình định đưa xuống từ vũ Tại vì nghĩ rằng mợ tới ngày xanh rồi Thì định đưa xuống từ vũ Nhưng mà từ quận 12 mà xuống từ vũ thì nó xa quá Mà lúc đó là mợ đã ra huyết rồi đau dữ dội lắm cho nên gia đình mới quyết định là đưa mợ vào trong bệnh viện quận 12, quận 12 để cho mợ đẻ trong đó. Thì khi mà đi vô trong đây á, là bác sĩ người ta chỉ định rằng mợ phải mổ các bạn Bắt đầu khi mổ xong á, là người ta thông báo với gia đình rằng á, là em bé mất em đã, Em bé đã mất từ lâu ở trong bụng mẹ Thì lúc đó là cậu với mợ cũng rất là đau khổ và trách bác sĩ cũng đưa ra những cái giấy tờ hồi đó mình khám á nó rằng ủa sao kỳ vậy trong khi á là hồi đó có đi khám ở bên từ vũ mà Bác sĩ bên từ vũ người ta nói rằng thai phát triển bình thường Có gì đâu mà bây giờ bác sĩ lại nói rằng em bé đã chết lâu rồi Thì bác sĩ ở đây người ta giải thích rằng là do mợ không biết là mợ làm cái công việc gì nặng nhọc quá Mà cái bánh nheo là nó bị chót ra mà thí dụ như nếu mà cái lúc mà cái bánh nhau bị trót ra mình đi khám mình siêu âm mình thấy còn đằng này mợ không hề đi khám từ cái tháng thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám mà không hề đi khám cho nên đó là nó đã trót ra lâu rồi thì cái dinh dưỡng nó nó đâu có vô được đâu thì em bé nó mất nó mất lâu rồi lúc đó là cậu mợ nghe vậy á là cậu mợ mới nghĩ tới cái chuyện rằng á là mợ làm một điều tại vì á mợ đâu có làm gì mà nặng nhọc hả là đi làm gì đâu mợ chỉ làm một điều rồi nhiều khi cũng rinh lên rinh xuống thì có thể là trong những cái lần đó nó đã trót cái bánh nhau ra mà mợ không biết mợ cứ nghĩ y rồi hả cũng không không có trách bác sĩ nữa thì lúc đó là gia đình định rằng á là sẽ nhìn em bé lần cuối nhưng mà bác sĩ là không cho bác sĩ khuyên bác sĩ nói rằng á là không phải là người ta cấm mà người ta nói rằng là bây giờ thì em bé được y tá tắm rửa sạch sẽ rồi thì y tá sẽ bó cái miếng giải lại thì gia đình đang rất là đau khổ khi mà mất cháu như vậy thì bây giờ là thôi đừng có nhìn sợ rằng nhìn nó là sẽ đau khổ hơn nữa cho nên đó là người ta khuyên rằng á là thôi đừng có nhìn à, bây giờ đó là đã tắm rửa sạch sẽ về á là thứ nhất là một là thiêu hai là mình bỏ vô cái quách rồi mình chôn thì lúc đó là nghe bác sĩ nói vậy cho nên cậu mợ cũng đau khổ lắm cũng không muốn là sẽ đau lòng thêm nữa thành ra cũng không dòm các bạn mà bác sĩ người ta đưa thẳng người ta không giao cho người nhà mà người ta đưa thẳng em bé xuống nhà xác luôn cho tới khi mà bà ngoại xuống nhà xác để mà nhận xác em bé về để chôn á thì lúc đó là bà ngoại tính rằng sẽ không nhìn cháu mình lần cuối đâu tại vì sợ rằng á là nếu mà nhìn mình lại đau nữa nhưng mà bà ngoại lại suy nghĩ bà ngoại lại tò mò xem muốn biết á là em bé giống ai cho nên đó là bà ngoại đã nhìn cháu mình lần cuối Thì cái lúc mà mở miếng giả ra là bà ngoại tá quả tâm tinh Bà ngoại hết hồn, mặt mày xanh lè, bà ngoại đậy lại liền các bạn, sợ lắm rồi khi mà đậy lại á là sau này về á là mọi người có hỏi rằng á là cái lúc má ảnh về á má có nhìn cháu lần cuối không thì ngoại cũng có gật đầu, rồi hỏi rằng nó là cháu hả là nó ra làm sao vậy đó thì ngoại chỉ nói rằng nó là giống cậu của bạn thôi, chứ ngoại không có nói gì hết. Nhưng mà sau này khi mà đã xảy ra chuyện rồi á thì bà ngoại mới kể. Bà ngoại nói rằng cái lúc mà vô nhận nó lần cuối thì ban đầu không có định coi đâu nhưng mà cũng tò mò muốn biết xem hình dạng thì đã mở ra và khi mở ra đó là hết hồn là bởi em bé là không có mắt, không có mũi, không có cái miệng các bạn hoàn toàn cái gương mặt giống như một cái cục thịt vậy đó không có mắt mũi miệng gì hết rồi tay chân cũng không có luôn ở phần dưới chỉ có cái phần thân có cái phần thân thôi nhưng mà lại không có tay chân y như là hai cục thịt rác như nhau vậy đó cho lúc đó là mình mới biết được lý do vì sao bác sĩ kêu rằng á là thôi đừng có coi sợ rằng đau khổ nhiều á cho nên thôi đừng có coi vậy đó thì lúc đó mới hiểu lý do vì sao bác sĩ khuyên như vậy thì bà ngoại đã giấu cái chuyện này không có nói cho ai nghe hết chỉ là nói rằng là em bé giống cậu của bạn mà thôi thì sao cái chuyện đó qua đi là gia đình cũng buồn đau dữ lắm nhưng mà gia đình của bạn thì có một cái giống như là truyền nhau rằng là thí dụ như nhà mà có mà em bé mất á thì đừng nên nhớ tới nó giống như là mình quên nó luôn để cho nó siêu thoát chứ mình nhớ tới nó làm gì để nó quanh quẩn nhưng mà cậu với mợ của bạn lại không có nghe cậu của mợ cậu với mợ lại đặt tên rồi cúng kiến hàng năm làm cũng rất là nhiều các bạn thì từ năm 2006 cho tới năm 2016 á, là mợ đã mang thai nhiều lần nhưng mà không có được đứa nào hết bạn kể rằng á là cứ mỗi lần sau cái chuyện mà em bé mất đi rồi về cũng đau khổ thời gian nhưng mà sau thời gian là tầm 1-2 năm sau hồi phục sức khỏe rồi thì mợ lại để cho mang thai và khi mang thai là mợ lại mệt mỏi cứ mỗi lần mang thai là mợ giống như là chết rồi các bạn sức khỏe càng lúc càng tệ đi vô bác sĩ cái người ta nói rằng là bây giờ là sức khỏe của mẹ không thể nào chịu nổi cho nên là không thể nào giữ con được thì người ta chỉ định là bỏ thai mà cứ nhiều lần như vậy các bạn cứ tưởng tượng cứ bỏ thai xong rồi cái thời gian sau Mợ lại mang thai vô mà khi mang thai á là mở lại mệt nha mở lại mệt và giống như là người lúc nào cũng mệt mỏi xỉu lên xỉu xuống vô bác sĩ nói rằng á là yếu quá không thể nào mang thai cái người ta lại bỏ mấy lần như vậy thì cho tới năm 2016 á bạn kể rằng mới đây nè là cái lúc đó đó là mợ nói với cậu rằng á là trời ơi mười mấy năm rồi mà cứ hả không có con bây giờ mình cưới nhau không hả là không có đứa con nào hữu hủ hĩ cho buồn quá mà mấy lần trước sau kỳ quá em kỳ quá à, sức khỏe bình thường thì bình thường lắm nhưng mà sao cứ mỗi lần mang thai là nó cứ mệt mỏi vậy kỳ quá anh ơi thôi bây giờ đó là à, thí dụ như em mang thai á thì em mệt mỏi chắc là cho em nghỉ dưỡng em ráng em vượt qua để mà em có thể sanh đứa con cho anh để mà mình có con mình hữu hủ hĩ nữa thì bắt đầu lại tiếp tục mang thai nhưng mà kỳ này mang thai á thì uh, bắt đầu nha các bạn là mở rất là kỳ mở kỳ dữ lắm là cái lúc đó hả tự nhiên mở rất là khỏe kỳ này lại khỏe không có mệt như những lần trước tuần thứ ba thứ tư thứ năm khỏe lắm cho tới tuần thứ sáu tuần thứ bảy á là đi khám là có tim thai là thấy là trời ơi, ai cũng mừng hết kỳ này là không có còn mệt như những lần trước nữa nhưng mà mợ lại đổi tính mợ là đổi tính các bạn mợ tự nhiên y như là một cái người khác vậy đó cứ gào cứ thác nói rằng đó là trời ơi, bây giờ mệt quá à? cho bỏ thai đi bỏ thai đi không có đẻ được không có đẻ được đâu mệt quá mà cậu cứ khuyên cậu cứ nói rằng đó là thôi em ráng đi thí dụ như nếu mà mình mệt mà mình vượt qua được á thì mình nên vượt qua chứ hả lại bỏ thì tội nghiệp lắm mà kỳ này em khỏe mà anh thấy em đâu có mệt gì nhiều đâu nhưng mà mợ lúc đó cứ nặng nặc cứ nằng nặc các bạn đòi bỏ cứ đòi bỏ cứ đòi bỏ cho bằng được vậy đó thì lúc đó mẹ của bạn bà ngoại của bạn với cậu của bạn á mới ngồi nói chuyện với nhau ngồi nói chuyện thì mợ thì ngồi trong nhà thì ngồi á ủa sao kỳ này nó kỳ mẹ của bạn rất là thương mợ nha mới nói ủa sao kỳ này nó kỳ vậy trong khi á là những cái lần trước á nó mệt mỏi bác sĩ người ta chỉ định rằng á là không có sinh được phải bỏ thì mình không nói còn cái đằng này á là thai nó khỏe mạnh Bác sĩ người ta nói là bình thường có gì đâu mà sau kỳ này nó nặng nặc nó đòi bỏ kỳ vậy. Bắt đầu hả là mở trong gào ra, nói rằng nó là phải bỏ phải bỏ vậy đó. Thì lúc đó mọi người ở ngoài đây nói chắc là do mở chắc cũng phải mệt dữ lắm, mở mới phải như vậy thôi kệ cho bỏ đi. Là cậu mới nói vậy. Thì mở ở trong nghe cái từ ờ kệ cho bỏ đi nha. Là mẹ nhìn vô mẹ thấy rồi nè. Mở ngồi trên cái 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 giường đó các bạn, cái giường nó cao. Mở mới thòng cái cái chân xuống mà đánh cái chân qua đánh lại đánh qua đánh lại nha xong có liếc ra mà cái ánh mắt nó láo liền mà cười hí lên mà y như là cái người khoái chí y như là khi mà nghe là ờ à, bây giờ bỏ thai là giống như mợ trong đây rất là khoái chí xong rồi là cậu cũng đưa lên trên bệnh viện từ vũ để mà bỏ bỏ xong rồi mợ cũng bình thường trở lại bình thường trở lại thì mọi người nghĩ rằng ờ à, chắc là do mợ quá mệt cho nên mợ mới đổ quạo như vậy nhưng mà về thời gian sau ha Thì mợ lại tiếp tục nói với cậu rằng Trời ơi em buồn quá Muốn có thai Muốn có con anh ơi Thôi mình có con đi Mà trong khi nhiều lần lắm rồi Trong suốt 10 năm là biết nhiều đứa rồi Mấy đứa là gần cả chục đứa rồi Thì kỳ này lại tiếp tục để cho có con Và kỳ này để có con thì lại khỏe tiếp Khỏe tiếp các bạn Tuần thứ năm tuần thứ sáu thứ bảy thứ 8 là bình thường Bác sĩ khám ở ờ, kỳ này là ok là tốt lắm rồi có thể là xanh được bình thường nhưng mà hôm đó buổi trưa mợ ngủ mợ ngủ thì trong cái lúc mà hai vợ chồng nằm trong buồn á cậu của bạn đã ngủ rồi còn riêng mợ là bình thường mợ ngủ ngon lắm nhưng mà hôm đó không hiểu sao mợ lại không có ngủ được mợ cứ nằm trằn trọc trằn trọc vậy đó thì khi mà đang mở mắt lăn qua lộn lại tự nhiên thấy trước mắt của mình á là nó có như một cái màn sáng vậy đó các bạn một cái mạng sáng mở mới đứng hình mà mới nằm giờ vậy nè thì khi mà nghe đang sáng đứng hình tự nhiên ủa sao kỳ vậy thì tự nhiên nghe cái tiếng mở cửa xong rồi mở mới nhìn ra mở mới thấy có người đi vô nhưng mà mở nó ủa ai vậy ta ai mà vô phòng mình không gõ cửa kỳ cục vậy thì mở mới nhìn xem rằng cái người đó là ai nhưng mà mở lại không thấy được cái gương mặt người đó mà trong khi trong phòng sáng chứ không có tối buổi trưa mà các bạn thì cái người đó bước vô mở thấy rõ ràng cái người này mặc một cái bộ đồ màu đen Đội một cái mũ mà cái nón này nó che sụp vậy nè Không thấy được cái gương mặt của người này Người này bước vô xong cái đứng ngay chỗ của mợ Chỗ mà mợ nằm Chỉ mợ, chỉ mặt mợ nói rằng đó là Mày á, mày không có được đẻ Mày không có được đẻ con Đi bỏ đi Nếu mày không bỏ tao giết mày đó Trời lúc đó mợ rất là sợ Ủa sao ai mà kỳ cục Tại vì không có nghĩ ma thì lúc đó là mợ sợ lắm mợ mới thấy rằng á là trời sao ai kỳ cục tự nhiên vô kêu bỏ thai đi thì mợ mới quay mợ mới khều 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 cậu của bạn nhưng mà khều hoài cậu muốn giật mình không có dậy gì hết cậu im re ngủ tỉnh bơ vậy thì lúc đó cái người đó mới nói rằng á mày á mày mà nói cái chuyện này cho ai nghe là tôi giết mày nói xong rồi thì người này biến mất mở bắt đầu đờ hết xong rồi mở nhìn lại thì hoàn toàn trong phòng có ai đâu đâu có cái màn sáng nào đâu mà trong khi y như là một cái giấc mơ mà nãy giờ mở có ngủ đâu hoàn toàn mở không có ngủ đang thức nha thì mở rất là sợ sợ dữ lắm nhưng mà chưa có dám kể cho cậu nghe tại vì nghe nó nghe cái người đó nói rằng kể là giết mà cho nên nó là chịu đó mà chịu nổi mở đã gọi điện khóc nói chuyện với mẹ bạn á nói cho chị ơi chị chị tự nhiên hồi trưa này á à, em trong cái lúc mà em nằm á em muốn ngủ em không ngủ đâu chị mà tự nhiên em thấy con thằng nó đi vô mà à, nó nói rằng đó là bỏ thai đi nếu mà mày đẻ là tôi giết mày rồi nó nói em nói với ai nó giết em trời chị sao tự nhiên em nằm em thấy cái người kỳ cục vậy kỳ cục vậy thì mở rất là sợ mẹ mới kêu rằng đó là bây giờ mở kể cho cậu nghe đi thì bắt đầu kể cho cậu nghe thì cậu sợ dữ lắm cậu sợ dữ lắm cậu mới nghĩ rằng hay là trời hay là thấy ma cho nên nó là qua cái ngày hôm sau á là trong cái lúc mà cậu mợ suy nghĩ rất là nhiều thì bà ngoại mới kêu rằng là thôi bây giờ thử mua đồ về cúng coi sao bắt đầu cũng mua đồ về cúng nha các bạn cũng cúng kiến đàng hoàng lắm nhưng trong cái lúc mà đang cúng vậy đó thì cái vong đó đó đã nhập thẳng vô trong người của mợ và nói rằng đó là lý cậu nha chửi vô mặt cậu nói rằng mày đừng có cúng mày cúng á là tao không có ăn đâu xong rồi nói xong như vậy thôi xuất ra mở ngất xỉu đi thì cậu rất là sợ cậu sợ dữ lắm cho nên đó là cậu đã chở mợ lên trên bệnh viện để mà bỏ thì khi bỏ thì không sao nữa các bạn mợ lại bình thường lại không có gì nữa và không thấy cái người đó nữa rồi khi cái chuyện đó xảy ra là cũng đi xem thầy nhưng mà mấy ông thầy rồi không có ông nào xem được rằng á, là cái người thanh niên đó tại tại vì mợ không có thấy được cái mặt nhưng mà qua cái vóc dáng Nghe cái giọng nói thì mở đoán là cái người thanh niên này tầm khoảng hơn 20 tuổi thôi Mà trong khi nếu mà nói về cái thai Thí dụ như mình nói cái thai đầu tiên đi Nó không cho đẻ đi Nhưng mà nếu cái thai đầu tiên thì nó đâu tới hai mấy tuổi Nó chỉ là 2006 Thì nó chỉ có 10 tuổi thôi chứ mấy các bạn Mà cái này là mở thấy cái người thanh niên hai mấy tuổi Nhưng mà đi coi mấy ông thầy không ông nào coi được hết không ông nào coi được hết và tới tận bây giờ cậu với mợ vẫn chưa có con được thì bạn kể cái câu chuyện này ra đây bạn cũng xin thi lời khuyên mà thiệt tình thi đâu phải thầy thi cũng không phải thi đâu phải là nhà tâm linh lỗi lạc đâu cho nên thi cũng không biết đó là khuyên bạn làm sao nữa nhưng mà thi nghĩ chắc là chắc là mình um, có một cái ân oán gì với là cái vong đó mợ của bạn có thể là có một cái ân oán gì với cái vong đó cho nên cái vong nó cứ theo mợ như vậy phá như vậy cứ mỗi lần có thai là hư có thai là hư là các ông thầy bói nói là cứ mỗi lần hả lần mở có thai là vong này làm cho hư nhưng mà các ông thầy bói lại không biết được rằng cái vong này là ai các bạn không thể đoán được cho nên đó là có thể là do mợ của bạn chưa có gặp với nhân À, chưa có gặp quý nhân thành ra là chưa có ông nào nhìn ra được cái vong đó là ai mình phải biết được cái vong đó là ai mình đã ân oán gì với họ thì từ cái đó đó mình mới giải quyết được các bạn thì có thể là mợ chưa có gặp quý nhân vẫn còn cái nghiệp cho nên nó là vẫn còn cho tới tận bây giờ thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay thi kể để cho các bạn cho cái lời nhận xét để bạn vào bạn đọc các bạn nha hiện tại bạn đang theo dõi chuyện của kênh chúng ta thì tiếp theo là chuyện thứ hai chuyện này là kể về một cái con chàng tinh. Thì chuyện này là đã xảy ra cách đây cũng khá lâu. Mẹ của bạn kể lại, à, bạn khác các bạn nha. Thì à, lúc mà xảy ra chuyện này là mẹ của bạn này chỉ mới là 16, 17 tuổi thôi. Còn cái người dì tư, dì tư của bạn là chị của mẹ đó là lúc đó là tầm khoảng chừng 19, 20 tuổi. Còn cái người cậu thứ 8 là lúc đó tầm khoảng 12 tuổi các bạn thì do là cái người bạn của dì Tư với lại mẹ đó là mời rủ đi qua nhà bên cái người bạn đó ăn bánh xèo, đổ bánh xèo ăn. Cho nên nó hả là lúc đó cậu tám đòi theo thì thành ra là dì Tư với mẹ mới dẫn cậu tám theo. Và khi mà vô nhà của người này là dạng không biết là quê bạn ở đâu, bạn không có để. Mà bạn nói rằng nhà của người này dạng giống như là trong ruộng á, là mình phải đi vô trong ruộng mà mình đi bằng mấy cái con đường mà thì không biết kêu cái đó là cái gì giống như cái đường mà nhỏ nhỏ đường ruộng nhỏ nhỏ mình đi mà mình không cần lội xuống nước đó các bạn thì đi vô thì đi ban ngày bình thường nói gì rồi nhưng mà khi mà đi vô trong đó cũng chơi rồi ăn uống vui quá nói chuyện hoài cũng muốn về cho nên cứ ngồi nói chuyện thì nói cho tới hả là 6 giờ 6 giờ mấy thấy trễ rồi lúc đó trời đã sụp tối xuống rồi cho nên nó là mẹ mới nói thôi về về chị chị ơi chị tư ơi, về giờ này tối rồi thì lúc đó là mới về mà lúc đó là cậu của bạn do đó ngủ sớm lắm cho nên đó là cậu của bạn mới buồn ngủ cậu mới không chịu đi là vì tư á là phải cổng cái người cậu thứ tám rồi mẹ thì đi phía sau là đi đi ra phải đi ruộng ra mà đi cái con đường nhỏ nhỏ đắp bằng đất đó các bạn thì mới đi ra mà lúc mà đi ra là nó tối lắm cứ lần mò lần mò đi thôi mà khi đi ra ngoài rồi thì ở ngoài thường á là các bạn thấy những cái lũy tre làng á là ngay cái bờ ruộng rồi hết cái bờ ruộng thì hay có cái lũy tre lớn lớn á thì bắt đầu đi hết ruộng ha xong cái tới cái lũy tre lớn lớn đó thì đi qua cái lũy tre luôn đi qua nguyên một cái lùm tre đó xong cái hả là à, dì tư á cứ cổng cậu tám đi trước còn mẹ thì đi sao nói đuôi theo sao thì đang đi tự nhiên nghe cái gì kịch 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 mà cái tiếng kịch 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 này á là nó phát ra từ ở phía sau thành ra là mẹ mới thắc mắc mẹ nó ủa sao tiếng gì mới nãy mình đi ngang qua chỗ đó đâu nghe đâu cho nên là mẹ mới quay lại thì cái lúc mà mẹ quay lại nha là mẹ nhìn thấy rõ ràng là một cái người mà cái người này hả to lắm các bạn cao thiệt là cao chắc phải hơn 2 mét thiệt là cao nha mà tóc á, thì màu đỏ mà cái thời đó cách đây nhiều năm trước đâu có cái chuyện mà nhộm tóc mà mà đỏ lét vậy đâu các bạn mà tóc á mà cái người này tóc màu đỏ nha Tóc dài màu đỏ nha Hai con mắt đỏ như là hai cái bóng đèn vậy đó Mà cái mặt chành bành rất là to Răng á, thì răng nanh nó dài nó quặp xuống tới ngực vậy đó Mà cái người này là nam Ở trần nha các bạn Mặc một cái váy như là cái hả của người dân tộc Thì không biết là dân tộc gì mà nam mà có mặc váy á, Thì bạn nói rằng á, là mẹ bạn nhìn thấy như vậy trên tay người này cầm một cái con dao mà đang đứng múa 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 giống như là cái người mà dân tộc mà tới cái mùa lễ hội người ta múa 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 vậy đó thì mẹ bạn thấy vậy xong rồi mẹ bạn mới nói trời chị tư ơi chị tư chị tư ơi ai làm sao thấy ghê quá ai làm sao thấy ghê tại vì mẹ nhìn thấy cái gương mặt người đó là cái cái mặt rất là to như cái thúng vậy đó. bắt đầu á hả là mẹ mới kêu trời chị tư ơi ai làm sao thấy ghê quá ai làm sao thấy ghê quá thì dì tư của bạn á lúc đó đang cổng cậu tám trên vai mới quay lại mới quay lại nhìn thì lúc đó là dì tư với cậu tám đều thấy nha các bạn dì tư với cậu tám đều thấy là ba người đều thấy quay lại thấy chỗ cái ông đó hả nhìn rất là ghê như vậy cho nên đó là dì tư lúc đó mới la lên đó chơi chẳng tin chẳng tin tụi bay ơi chẳng tin chạy bắt đầu dì tư mới cổng cậu trên vai mà chạy mẹ của bạn cũng sợ quá chạy thì khi mà ba người chạy vậy hả là bắt đầu cái ông đó đó Ông mới lấy sình đó các bạn ổng cúi xuống lấy sình nha Ông chọi mà mẹ kể nha một cái cục sình mà nó bự như cái nón bảo hiểm vậy đó Ông chọi 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 liên tục mà dính người dính hả là sình không ba đứa dính sình không Ông chọi liên tục vậy đó mà ổng không có được theo ông chỉ chọi thôi chọi chọi thì bắt đầu hả là vì tám với mẹ vì tám thì cổng cậu, cậu trên vai mẹ thì chạy cứ cánh đầu chạy về tới nhà Chạy vào tới nhà ông bà ngoại thấy vậy hỏi cái gì vậy? Nhưng mà sợ quá đâu có dám kể. Không dám kể vô tắm xong cái chung lên, lên giường ngủ luôn. Nhưng mà ông bà ngoại lúc đó cứ nghĩ rằng chắc là mấy đứa con mình nó đi chơi về rồi tối quá nó đi ra ngang ruộng nó té ruộng. Mới dính xịn vậy. Cũng không có nghĩ gì. Cho tới sáng hôm sau lúc mà đã nguôi rồi, đã hết sợ rồi đó ha. Thì dì Tư với lại mẹ của bạn với cậu Tám mới kể lại cho ông bà ngoại nghe. Thì cái lúc mà ông bà ngoại nghe xong á Là ông ngoại nói trời ơi Trời sao tụi bay ghê gan quá Tụi bay không đi cái đường khác Mà tụi bay đi cái đường đó Trời tụi bay biết cái chỗ đó Cái cái chỗ mà nguyên cái bụi tre đó đó Là hồi xưa là có Cách đây cũng nhiều năm trước Nhiều năm trước á là có một cái anh Anh này là người dân tộc Không biết là quê của bạn này ở đâu mà có người dân tộc thì hả là cái anh này á là ra cái chỗ đó để mà chặt tre về làm nhà chặt tre về làm nhà các bạn nhưng mà anh không có biết rằng á là trong cái bụi đó nó kế bên nó là cái cây cao lắm thì nó có nguyên cái tổ ong Họ không biết các bạn vô chặt che chặt mệt quá để đóng tre cái ngồi hút thuốc thì cái lúc mà hút thuốc làm sao cái khối nó 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 ấy lên đó. thì cái tổ ong này nó nó ào ra nó ào ra thì nó đã đánh anh này nó chích anh này chạy không kịp luôn các bạn nó chích đến nỗi mà chết tại chỗ đó luôn có nhiều bạn không tin hả là cái chuyện ông chích chết nhưng mà đã có rồi đó các bạn thì anh này đã chích rất là dữ nha cho cái lúc mà bị chích á không ai biết hết cho tới khi mà người ta đi nghe người ta thấy á chạy lại á là anh đã chết rồi mà bị chích hả bị ông chích lên cái mặt á mà cái mặt sưng chết mà cái xác cái mặt sưng lên như cái mâm vậy đó các bạn mình mẩy sưng rất là ghê trời ơi hả từ cái lúc mà anh đó chết người ta cũng đem về chôn cất xong rồi là cái vong cứ ở đó, cái vong cứ ở đó hả mà cho tới tận bây giờ là rất là nhiều người nhìn thấy là tụi bay gan quá, tụi bay dám đi cái con đường đó, Chọ nói vậy sợ lắm, sợ lắm thì khi mà kể vậy cứ tưởng rằng không có gì hết nhưng mà qua ngày hôm sau nữa đó là mẹ của bạn nó bị bệnh, bệnh rất là nặng luôn các bạn uống thuốc không đỡ hồi đó thì đâu có thuốc tây như giờ đâu hả, là cứ hả là bệnh bệnh hả là uống thuốc uống thuốc nam rồi đó là không đỡ không đỡ bắt đầu hả ông bà ngoại dẫn đi coi thầy thì khi mà vô coi á là ông thầy nói rằng á là bà, mẹ của bạn á là bị vong theo mà vong này á là chọc gạo mẹ bạn hợp phía cho nên theo hả khiến cho mẹ bệnh như vậy thì ông bà ngoại á năn nỉ rất là dữ ông thầy nó có gì đâu năn nỉ mua con heo rồi đi ra ngoài chỗ lưỡi tre đó bụi tre đó đó cúng cho nó đi cúng cho nó là nhỏ hết bệnh nè. À. xong rồi là cũng làm theo lời ông thầy thì hết không có gì nữa các bạn mẹ bạn hết bệnh luôn mà cho tới tận bây giờ mẹ bạn gì tám à, dì tư với lại cậu tám của bạn đã lớn rồi đó mà khi mà nhắc lại cái chuyện này đều nói da gạt cục 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 lên tại vì nhớ là cái hình ảnh của cái ông đó rất là sợ mà người ta cái chỗ đó đó người ta kêu á là cái ông đó là chằn tinh chứ không phải là kêu tinh nữa không phải kêu quỷ nữa mà kêu chằn tinh các bạn thì đây là cái câu chuyện thứ hai câu chuyện thứ ba câu chuyện này á là một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện bạn này ở hồng dân bạc liêu nè thì bạn kể rằng á là chuyện đầu tiên do ngoại của bạn kể chuyện thứ hai là do ngoại bạn trải qua chuyện đầu tiên á là kể về trong sớm của bạn á là à, trong sớm của ngoại bạn á là có một cái cô cô đó là có một cái anh con trai lớn tên là h cũng đã 24 tuổi rồi mà anh này rất là ham nhậu các bạn thanh niên trai chán mà coi như không lo làm ăn gì hết mà chỉ lo nhậu nhẹt thôi mê nhậu lắm ai rủ là tách 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 vô để mà nhậu thì hôm đó là có cái người bạn tên là T Ở trên xóm trên á Mới rủ cái anh H này đi qua nhà Cái anh đó nhậu Thì anh H này cũng đi Đi từ trưa cho tới chiều Tới chiều là hả không thấy về Cho tới tối cũng thi, không thấy về Cho nên đó là Là ba mẹ của anh H này nè Là mới chạy qua bên nhà Tại vì nghe là nó nhậu bên nhà của thằng T Cho nên đó là hai người mới chạy qua kiếm kiếm thì là cái anh tê đó lúc đó anh cũng tỉnh rồi anh mới nói rằng đó là tụi con dẹp nghỉ nhậu lúc 5 giờ chiều rồi à, nó về lâu lắm rồi nãy giờ nó về lâu lắm tụi con nghỉ lúc 5 giờ chiều thì lúc đó là ba mẹ của anh hát cứ nghĩ rằng là cái anh này chắc là tắt vô đau nhậu nữa rồi cho nên không về thì mọi người cũng về cũng không có lo nghĩ gì hết nhưng qua ngày hôm sau cái anh hát này cũng không về các bạn cũng không về tiếp lại đi kiếm tiếp nhưng mà không có ai biết hết rồi tới chiều tối hôm đó cũng không về về cho nên nó là cũng lo lắng ủa sao nó đi đâu vậy trời hỏi không ai biết hết thì thành ra là mới nghi ngờ thì mới chạy qua nhà của ông nội của anh hát này nè ông nội của anh hát đó là cũng cách xa chỗ đó nhưng mà ông nội là thầy pháp thì khi mà qua ông nội bấm tay ông nội nói rằng rồi nó bị ma giấu rồi bây giờ về mượn con chó mực với lại cầm cái dây cái cây mà cái nhánh vô tầm ăn á rồi hả cho con chó nó dẫn đi vừa đi vừa quất về này cho tao thì ba mẹ của anh hát này về làm đi chang vậy người nhà làm y chang vậy cũng từ cái tại vì đi bộ không có đi xe thì từ cái quãng đường từ nhà anh tê á mà đi về nhà là đi cái quãng đường đó đi tím đi kiếm các bạn cứ quất đừa đi con chó nó dẫn trước thì cứ quất cho tới cái cây bần là con chó nó sủa con chó nó sủa mà mọi người nhìn vô thì mọi người không thấy cái gì trong đó hết chỉ có cái cây thôi lúc đó hả là con chó nó cứ sủa thì bắt đầu á là nghe lời của ông nội anh hát cho nên cứ quất quất vậy nè quất thì quất một hồi ha là hiện ra anh thắt ảnh ngồi mà bạn nói rằng á là ảnh ngồi lọt thỏm ở trong cái bọng cây bần á mà bạn thì không biết cái bọng cây bần là cái gì thi thiệt tình thì cũng mới nghe luôn thì đó là ảnh ngồi lọt thỏm ở trong cái bọng cây bần á mọi người mới lôi ra mà khi lôi ra các bạn biết cái miệng anh này toàn là đất sét lúc đó hả là lại cổng về ổng về móc đất xét ra lao mình lau mẩy cho tới, tới khi tỉnh dậy tỉnh dậy họ ủa ủa mẹ mẹ ủa sao con về nhà nào vậy tỉnh dậy là hỏi vậy đó không biết gì hết thì hả là mẹ của anh hát mới hỏi rằng mày đi đâu vậy mày đi đâu vậy thì ảnh mới nói thì con nhậu ở nhà tê về mà lúc đó con chưa đủ đô có nghĩa là ảnh chưa có xỉn lắm bắt đầu con về hết tự nhiên con đi tới cây bần có cái ông nó ông nhào ra ông nắm tay con ông kêu hả vô đây vô đây vô đây vô đây Mày vô đây mày nhậu với tao tiếp Nhậu với tao tiếp nè Nghe nhậu mê quá Mới nhào vô để mà ngồi uống rượu với ổng Uống rồi hả uống 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 Cho tới khi tỉnh một cái là thấy ở nhà Thì mọi người nói trời mày Mày bị ma giấu mày có biết không Cái chỗ đó có ông nào đâu Mày nằm ở trong cái bụng cây bần á Tụi tao phải cổng mày về Trời, lúc đó mới biết là ma giấu các bạn thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở trong sớm của ngoại của bạn. Thì các bạn thấy không, nhậu nhẹt làm gì để cho không biết đắt gì hết trơn. Tốt nhất là mình nên hạn chế uống rượu bia để cũng hả là bảo toàn cái sức khỏe của mình mà cũng hả là người thân mình cũng bớt mệt mỏi nữa các bạn ha. Thì à, tiếp theo là chuyện của ngoại của bạn trải qua. Thì ngoại của bạn nói rằng chuyện này ngoại đã trải qua cách đây cũng nhiều năm trước. Cái lúc đó là ngoại còn trẻ lắm thì à, trong sớm của ngoại ngoại có chơi thân với một cái cô cô này á, là thường xuyên đi đâu cũng có nhau hai người là đôi bạn thân với nhau thì hôm đó là nhà hết củi nhà cô đó cũng hết củi cho nên nó là mới hẹn nhau á là đi ra ngoài hồi xưa thì vườn cây nhiều lắm cho nên nó là rủ ra ngay chỗ cái, cái cái khu bên kia là có nhiều cây á là đi ra ngoài đó để chặt củi thì bắt đầu hả là hẹn là sáng đi sớm thì bà ngoại hôm đó thức sớm dữ lắm thức sớm xong rồi ngoại chuẩn bị cái hẹn cái chỗ hẹn á ngoại đi ra quá ngoại đứng đứng mà đứng đợi hoài không thấy nhỏ bạn mình đâu nó ủa sao quá lạ hôm nay nó hẹn với mình mà nó giờ này nó chưa ra thì ngoại mới đang đứng vậy đó cái tự nhiên ngoại thấy từ xa cái cô đó đi tới cũng mặc đồ y chang như là cái người bạn của ngoại mặc đồ y chang luôn cái áo màu bông cái quần á thì hồi xưa người ta hay mặc cái quần đen á các bạn rồi đội cái nón lá nữa chứ mà ngoại nhìn cái gương mặt y chang như người bạn của mình thì lúc đó là thấy đang đi lại từ 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 vậy đó cái ngoại mới tính rằng á là ngoại định nó mày làm gì mày ra trễ nãy giờ tao ngồi tao đứng đây tao đợi biết bao lâu rồi nhưng mà ngoại á thì cái đầu ngoại tính là ngoại sẽ nói vậy nhưng mà không hiểu sao cái lúc đó cái miệng của ngoại không nói được lúc đó cái miệng ngoại không nói được nha mà cái ngoại cũng im luôn ngoại không nói nữa cái người này không nói gì với ngoại hết cứ bỏ đi thẳng đi ngang qua ngoại cứ đi thẳng đi thẳng vậy đó cái ngoại cũng đi theo ngoại cũng đi theo nghĩ rằng chắc là nó đi ra ở cái hướng đó là cái hướng chỗ mình đi ra chặt củi đó thì nó đi ra ngoài đó mình cũng đi nhưng mà lạ là cái người này cứ đi trước mà không thay vì nếu bạn thân phải quay lại nói chuyện bà tám từ với nhau chứ mà đằng này cứ đi đanh thẳng năm thẳng vậy đó Xong cái ngoại đi theo thì thấy Ủa sông nhỏ này nay nó kỳ trời Kỳ trời cho nên ngoại nhìn xuống một cái ha Ngoại thấy hả là Đi cà nhón cà nhón đi bằng cái 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 ngón chân cái á các bạn cà nhón cà nhón nó không phải là cách xa mặt đất nhưng mà nó cà nhón cà nhón đi bằng cái ngón chân cái các bạn nghĩ đi các bạn coi những cái chương trình mà diễn viên người ta múa ba lê á người ta đứng bằng cái, cái 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 mũi các bạn thấy cái mũi chân rất là hay làm sao cái người thường của mình có thể đứng như vậy được nhưng mà cái cô này nè cái người bạn này của ngoại lại đi cái kiểu vậy nhón cái gót lên mà đi chân không nha mà nhón cái gót lên chỉ chậm 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 bằng cái ngón chân cái trời ơi ngoại biết rồi ngoại biết rồi không đi theo nữa ngoại vòng trở lại ngoại chạy quá cho chạy luôn thì khi đang chạy vậy đó là tới cái chỗ cũ, tới chỗ mà đứng đợi người bạn, thầy thấy cái người bạn này đi ra, người bạn này đi ra với chụp ngoại mày là mày làm gì vậy, Mày làm gì mày mày, mày, mày mặt mày mày quen mày, mày chạy quá trời vậy, thì bà ngoại hỏi rằng, trời, nãy giờ mày mày ra hồi nào, mày ra hồi nào vậy? thì người bạn này mới nói, thì tao mới ra, tao dậy xong cái tao ăn chén cơm tao mới ra, trong khi người này mới ra, còn cái người kia nãy giờ mình đi theo là ai? thì bà ngoại rất là sợ, bà ngoại mới nói trời mẹ ơi, mẹ tao mới thấy ma kiểu nó y chang mày nó mặc đồ y chang mày luôn cái áo cũng bông vậy nè cái quần đen rồi đội có nón lá cái mặt y chang mày luôn trời ơi, tao tưởng mày không à mà không nói tiếng nào hết ai vậy tao đi theo nó thì tao thấy nó đi bằng cái ngón chân cái á cho nên tao sợ quá tao chạy lại mới gặp mày nè trời hai người bắt đầu khi mà nghe vậy sợ quá đâu có dám đi chặt củi nữa đâu các bạn đi về luôn thì đây là cái câu chuyện do chính bà ngoại của bạn đã trải qua khi mà bà ngoại còn trẻ thì hôm nay thi đã kể xong tập 688 rồi các bạn hẹn gặp lại các bạn ở tập 689 thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi các bạn nha À hôm nay á là thi kể chuyện trễ, tới uh, 10 giờ rưỡi thi mới ngồi vô kể chuyện mà tới tận bây giờ là 12 giờ 17 phút rồi. Thì mới kể xong thì hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn thi sẽ cố gắng tại vì uh, các bạn thông cảm cho thi đi tại vì bữa giờ á là thi cũng bận mà nhiều ngày thi bận quá rồi về thi mệt thi không có kể chuyện nổi. Cho nên thi mới nghỉ còn hôm nào chẳng hạn như hôm nay thi đi từ sáng cho tới 6 giờ mấy 7 giờ Thì mới về rồi xong rồi hả lại lại chở hai đứa nhỏ đi ăn nữa rồi tới 8 giờ mới về nhà cũng rất là mệt nhưng mà nghĩ thi lên thì đọc bình luận á là các bạn phàn nàn thi rất là nhiều nói rằng á là trời chị thi nghĩ hoài các em phải coi là chuyện cũ à, ờ, nhưng mà thi hy vọng hy vọng rằng các bạn thông cảm cho thi tại vì thi cũng có nhiều việc riêng rồi con cái nữa nhà cửa công việc của thi nữa thành ra hả là thi chỉ dành thời gian rảnh của mình á là để kể chuyện thôi à, cho nên đó là có hôm á là thi quá bận các bạn chỉ nhớ rằng nè một á là thi bệnh Thi bệnh thì không thể nào thi kể nổi Hai là thi bận quá Bận quá thi không có đọc chuyện được các bạn Rồi về á hả Hôm nay đi vừa nắng vừa mưa Đi nắng xong mưa về mới nãy hơi cảm cảm rồi Thi phải uống hai viên thuốc Asimon Để mà nó đỡ đỡ á Là Thi mới ngồi Thi kể Cho nên các bạn thông cảm cho Thi nha Ờ à, một năm Các bạn tính đi một năm á là 365 ngày mà thi nghỉ quá lắm là chừng 65 ngày thi kể tới 300 ngày cho nên đó là thôi các bạn thông cảm nhìn thi đừng có phàn nàn đừng có cằn nhằn thi nha à, có thể là thi bận quá thi nghỉ hoặc là thi bệnh hoặc là con thi bệnh thi không thể nào có thời gian ngồi kể chuyện cho các bạn nghe được thì các bạn thông cảm cho thi thi xin lỗi các bạn rất là nhiều à, với lại á là có một số bạn á nói rằng á là chuyện á thì Thi đã nói rất là nhiều lần rồi các bạn Chuyện đó thì do là người ta gửi về cho Thi à, Rất là nhiều người gửi về cho Thi Thì Thi mới có chuyện Thi kể chứ Đầu Thi á, cho dù có thiên tài cỡ nào Thì cũng không thể nào mà nghĩ ra Rất là nhiều chuyện Các bạn tính từ cái lúc mà Thi kể chuyện cho tới tận bây giờ á, Là đã hơn 1.000 chuyện rồi Thi đã kể trung bình một tập như vậy là mấy chuyện mà các bạn tính đi Thi đã kể gần 700 tập rồi Thì các bạn cứ nhân lên là sẽ ra cái số chuyện Mà Thi đã kể làm sao mà Thi có thể giết được Làm sao mà Thi có thể bịa ra được các bạn Mà nhiều người vô chửi Chửi Thi cũng không thể trả lời Thi xóa hết không quan tâm nhưng mà thi đó trên đây để các bạn hiểu rằng á là thi kể chuyện ma là do nhiều người kể gửi về mà nhiều người gửi thì có chuyện hư cấu nè, rồi có chuyện thực tế, rồi có chuyện xưa có chuyện nay rất là nhiều thể loại. Cho nên nó là có chuyện nào thì thi kể chuyện đó thôi chứ không phải là thi viết ra các bạn nha. Mà thí dụ như nếu mà thi viết ra được á thì thi cũng phải khâm phục thi dữ lắm các bạn cũng phải khâm phục thi nữa tại vì chọn làm sao một cái đầu mà có thể viết ra rất là nhiều chuyện mà có chuyện khác nhau khác nhau khác nhau như vậy các bạn cho nên đó là các bạn thông cảm nha kênh này là kênh chuyện ma có thật do nhiều người trước clip và cuối clip lúc nào thì cũng có nói là do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi thì mình vô mình nghe. thí dụ như mình cảm thấy hợp thì mình coi, còn không hợp thì thôi, mình chọn cái kênh khác để mà mình giải trí các bạn ha. thì hôm nay thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 688. hẹn gặp lại các bạn ở tập 689. thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi. ngày mai thi sẽ kể chuyện của một bạn là cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở trên Bình Dương. À, bạn đã gửi nhiều chuyện á thì ngày mai thi sẽ kể chuyện của bạn đó cho các bạn nghe có nhiều chi tiết rất là hấp dẫn <laughs> thì thôi bây giờ là chúc các bạn ngủ ngon còn những bạn nào á là hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào